Đối với nam giới, họ luôn có một trách nhiệm, sứ mệnh lớn lao đối với bản thân mình và gia đình, nên họ luôn cần một vật gì đó để giúp họ tiếp thêm năng lượng, kiểm soát được cảm xúc, mang lại may mắn, tài lộc. Và vòng tay phong thủy nam giới là sự lựa chọn phù hợp nhất với sự tiện lợi, nhưng mang nhiều ý nghĩa to lớn. Hãy cùng nhau sang Tây Nguyên chúng tôi tìm hiểu thêm về sản phẩm vòng tay phong thủy nam. Ý nghĩa của vòng tay phong thủy. Phong thủy không chỉ là một yếu tố đơn lẻ nào đó, mà nó còn là sự hài hòa của mọi yếu tố bao quanh con người. Phong thủy chính là dựa vào dịch lý, ngũ hành và thuyết âm dương để giúp con người sống hài hòa, gặp nhiều điều may mắn. Vòng tay phong thủy ngoài được biết đến là vật phẩm phong thủy thì còn là một món đồ trang sức. Sản phẩm được làm từ những nguyên liệu có sẵn trong tự nhiên như đá, gỗ, gốm. Vòng tay phong thủy sử dụng đúng cách, phù hợp mệnh số của người đeo sẽ mang lại tài lộc, may mắn, bình an và những điều tốt đẹp nhất. Vòng tay phong thủy mang lại gì cho nam giới? Đối với nam giới, vòng tay phong thủy mang một ý nghĩa nhất định cho người đeo. Nó là niềm tin hay là nguồn năng lượng đem đến bình an, may mắn, cuộc sống bình yên, tiền tài danh vọng, giúp chủ nhân sử dụng giảm thiểu đi những năng lượng tiêu cực. Ngoài về mặt phong thủy tâm lý mà vòng phong thủy mang lại cho nam giới, thì chiếc vòng còn khẳng định được đẳng cấp, địa vị cũng như sự tinh tế của họ. Mỗi vòng tay phong thủy đều có một ý nghĩa khác nhau, tùy vào mỗi cá nhân mà việc lựa chọn vòng tay sao cho phù hợp nhất. Cách lựa chọn vòng tay phong thủy nam tốt nhất. Cách thứ nhất, chọn màu sắc dựa theo mệnh. Những người thuộc mệnh kim có tính cách cương trực, mạnh mẽ. Những màu tương sinh của mệnh kim là vàng hoặc nâu để mang đến sự may mắn, tinh thần khỏe khoắn, mạnh khỏe. Vòng tay phong thủy nam mệnh kim có thể chọn những loại đá như đá mắt hổ vàng, thạch anh tóc vàng. Ngoài trừ màu vàng và màu nâu thì mệnh kim còn hợp với màu trắng hay màu bạc như thạch anh trắng, thạch anh tinh thể. Đối với những người mang mệnh mộc thì nên chọn những màu sắc tương sinh là những gam màu như màu đen, xanh nước biển, màu xám, giúp cho người đeo cảm nhận được sự dễ chịu mà vòng đá mang lại và những điều may mắn trong cuộc sống. Và tốt nhất là nên đeo chiếc vòng có màu xanh lá cây, vì đây là màu sắc tương thích, sẽ giúp cho người con trai mệnh mộc đeo nó có được sự phát triển về sinh mệnh lẫn sự nghiệp. Có thể chọn những loại đá thạch anh khói, thạch anh tóc đen, thạch anh tóc xanh. Với người mệnh thủy, những gam màu sắc nhẹ nhàng như xanh nước biển hay màu trắng sẽ rất thích hợp. Chiếc vòng mệnh thủy mang nhiều năng lượng hơn trong cuộc sống, tình cảm, tránh xa những điều không may, mang đến bình an, tài lộc và hạnh phúc viên mãn. Hoặc có thể chọn màu đen để mang lại sự quyết tâm trong cuộc sống, sự nghiệp, tương lai. Có thể chọn những loại đá như thạch anh trắng tự nhiên. Với mệnh hỏa sẽ là xanh lá, vì trong ngũ hành thì mộc với hỏa sẽ rất hợp với nhau. Nó giúp người mệnh hỏa cải thiện được mọi thứ xung quanh. Nhưng phù hợp nhất vẫn là màu đỏ, vì nó giúp chủ nhân nâng cao được vị thế trong cuộc sống và công việc suôn sẻ. Nên chọn thạch anh tóc xanh, thạch anh tóc đỏ. Về mệnh thổ theo thuật ngũ hành thì hỏa tương sinh với thổ, và những màu nên chọn như đỏ, hồng hay tím vì nó có liên quan đến hỏa. Nên chọn các loại thạch anh tóc vàng, thạch anh hồng. Cách thứ hai, chọn vòng tay dựa theo số hạt. Theo phong thủy phương Đông nên chọn vòng tay phong thủy nam dựa theo quy luật luân hồi sinh lão bệnh tử, đeo với số hạt lẻ như 13, 17, 21. Các con số này tương ứng với sinh, mang lại những điều may mắn. Cách thứ ba, dựa vào kích thước vòng tay nam. Tay của nam giới thường sẽ rất to nên cần chọn những chiếc vòng kích thước phù hợp. Thông thường thì nam giới sẽ đeo vòng tay phong thủy nam từ 12 ly đến 16 ly, tùy vào độ lớn nhỏ của đôi bàn tay. Những gì mà nhà sàn Tây Nguyên chúng tôi mang lại hy vọng giúp ích được cho bạn. Là một đơn vị chuyên cung cấp những sản phẩm vòng tay phong thủy nam giới với đa dạng màu sắc, chất liệu tự nhiên nhất. Nhà sàn luôn đặt chất lượng sản phẩm lên hàng đầu, đảm bảo uy tín, nói không với hàng chất lượng kém. Nhà sàn Tây Nguyên mang lại cho khách hàng những sản phẩm chất lượng, giá cả hợp lý. Liên hệ ngay với chúng tôi qua số hotline 0903 097 626 để lựa chọn cho mình những sản phẩm phù hợp nhất. Cảm ơn sự quan tâm của các bạn. Nhà sàn chào bạn, chúc các bạn một ngày thật nhiều niềm vui và tràn đầy năng lượng.